theo anh về miền Tây. Nơi đây hai mùa mưa nắng, thương sao chúng quê yên bình, giọt phù sa đắp dung ân tình, ngọt ngào hương thơm lúa non, bao ngày nuôi. Thời buổi gì bây giờ mà đất quốc lộ 62 mà đã san lấp rồi anh chị, mà chỉ có 100 củ một mét ngang anh chị, san lấp full bằng lộ hết luôn nha. Và đặc biệt là cái đoạn 62 này á là dân cư ở rất là đông anh chị. Lô đất của mình nó thuộc Mộc Quá, Long An nha anh chị, nằm mặt tiền quốc lộ 62 luôn, chiều ngang 15m, dài vô hết đất là 65m nha anh chị. Từ vị trí miếng đất anh chị lên đến thành phố Hồ Chí Minh nó khoảng 70km thôi nha anh chị. Và sau video này anh chị nào muốn sở hữu lô đất này thì bấm vào trang cá nhân của em nha. Thông tin liên hệ em để ở phần bio của trang cá nhân nha anh chị. Rồi em xin chào và tạm biệt anh chị nha.